sáng cả nhà. Và chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng nha. Và hiện tại bây giờ Thanh Nhã đang có mặt tại bến xe miền Đông cổng số 5, tuyến đường quốc lộ 13. Và ngày hôm nay thì Thanh Nhã sẽ dẫn quý vị khách hàng đến với một đại đô thị rất tiện nghi và đẳng cấp tại thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương. Và đó chính là Shophouse đại lộ 25m Thăng Long Luxury, trực thuộc đại đô thị Thăng Long Central City. Và bây giờ đã là 8 giờ rồi, nào hãy cùng Thanh Nhã chúng ta xuất phát thôi. Bây giờ Thanh Nhã đang có mặt tại nút giao của cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13. Và sau lưng Thanh Nhã đó là cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn rất là thông thoáng, lên đến 10 làn xe. Trong thời gian vừa qua với tổng vốn đầu tư lên đến 4.300 tỷ đồng và đặc biệt đã được chính thức thông xe vào tháng 5 năm 2021 nha quý vị. Và đây là một tuyến đường rất là huyết mạch của tỉnh Bình Dương và có thể là kết nối Bắc Nam, dẫn từ những khu công nghiệp và kết nối trực tiếp đến với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như là Đồng Nai, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. Và ngoài ra con đường mà quý vị đang nhìn thấy cắt ngang với cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn đó chính là quốc lộ 13. Và tuyến đường quốc lộ 13 là một tuyến đường xương sống huyết mạch của tỉnh Bình Dương đúng không ạ? Chắc chắn quý vị đã biết. Và trong thời gian vừa qua thì tuyến đường quốc lộ 13 liên tục bị ùn tắc bởi vì tỉnh Bình Dương là một tỉnh có số vốn hoa FDI được thu hút về đây đầu tư rất là nhiều từ những đơn vị đầu tư nước ngoài cũng như là trong nước. Vì chính lý do đó thì Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Dương đã chính thức tổ chức một cái lễ khởi công vào ngày 26 tháng 4 vừa rồi. Đó là buổi lễ khởi công để có thể là nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn đường. Và như vậy thì sẽ mang đến cho Bình Dương một diện mạo mới, dễ dàng kết nối với các tỉnh kinh tế ở vùng trọng điểm phía Nam như là Đồng Nai, là Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt với nút giao này thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp đến với một khu rất là đặc biệt. Quý vị có thể nhìn thấy ngay sau lưng Thanh Nhã đây, một cổng chào rất là hoành tráng. Đó là cổng chào của trung tâm khu công nghiệp và đô thị huyện Bầu Bàng. Và thưa quý vị, và ngay tại vị trí này thì chúng ta chỉ mất có 3 phút mà thôi để có thể là dễ dàng di chuyển đến với Shophouse đại lộ 25m Thăng Long Luxury, trực thuộc đại đô thị Thăng Long Central City. Và bây giờ, wow, chỉ mất có 9 giờ 15 mà thôi. Như vậy là thời gian di chuyển từ bến xe miền Đông đến với cổng chào của chúng ta chỉ mất có 1 tiếng 15 phút. Vậy cùng Thanh Nhã chúng ta khám phá trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Và ngay lúc này Thanh Nhã đang đứng tại trung tâm hành chính mới của huyện Bầu Bàng. Và với trung tâm hành chính mới sẽ được chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5. Và kính thưa quý vị, sắp tới thì ngay tại nơi đây sẽ quy tụ tất cả những cơ quan ban ngành để có thể về đây và cùng phục vụ cho người dân. Ngay tại trung tâm hành chính mới của huyện Bầu Bàng thì chúng ta chỉ mất có 2 phút để di chuyển đến Shophouse đại lộ 25m Thăng Long Luxury, trực thuộc đại thị Thăng Long Central City mà thôi. Và hiện tại ngay bây giờ thì Thanh Nhã đang có mặt tại một trong những cụm khu công nghiệp thuộc trung tâm công nghiệp và đô thị Bầu Bàng. Và quý vị có thể nhìn thấy tại đây tất cả những khu công nghiệp đã được xây dựng rất là hoành tráng và chỉnh chu đúng không ạ? Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là tổng diện tích của khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng cũng như là Bầu Bàng mở rộng thì lên đến là 3.166 hectare. Trong đó cụm khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng thì lên đến 2.166 hectare. Và với cụm khu đô thị và công nghiệp Bầu Bàng thì được tọa lạc tại một vị trí rất đẹp và thuận lợi, đó chính là quốc lộ 13, nơi chúng ta có thể dễ dàng kết nối với những tỉnh thành khác như là từ Đông Nam Bộ lên đến miền Trung Tây Nguyên. Và trong thời gian vừa qua thì ngay tại nơi đây đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài đổ vốn về đây đầu tư. Và có một thông tin rất vui, đó là 100% tất cả các nhà xưởng tại đây thì đều được các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và rất là nhiều quốc gia khác đã đăng ký cho thuê thành công rồi. Và trong thời gian vừa qua thì có lên đến là 761 dự án đã được đầu tư và với số vốn lên đến là 2,7 tỷ USD đổ dồn vào với huyện Bầu Bàng của chúng ta. Ngay
bên cạnh tay trái của cổng khu đô thị Thăng Long Central City, đó chính là một khu shop house Thăng Long Luxury. Và ngay bây giờ Thanh Nhã xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Block Diamond. Và với những căn đến từ Block Diamond mang mã ký hiệu là Liên Kế 2 sẽ giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn được những căn tọa lạc ngay tại mặt tiền của đường Lai Uyên 81, chỉ cách quốc lộ 13 có 300m di chuyển mà thôi. Và ngay bây giờ quý vị có thể nhìn thấy là ở đây thì chúng ta đang có những cái tiến độ xây dựng rất là nhanh chóng, đội ngũ thi công thì chúng ta đang hoàn tất với hạ tầng, đó là một trệt hai lầu dành cho quý nhà đầu tư. Những ai chúng ta đang muốn lựa chọn những sản phẩm tọa lạc tại mặt tiền và gần với quốc lộ 13 thì chắc chắn là Block Diamond một sự lựa chọn hoàn hảo. Và từ cổng chào ở phía ngoài chúng ta di chuyển vào bên trong thì block đầu tiên đã là block shop house tên rằng Premium. Và ngay bây giờ quý vị có thể nhìn thấy là bên tay phải của Thanh Nhã đó là LK3 và bên tay trái là LK4. Và dường như là tiến độ xây dựng đang hoàn thành một cách rất là gấp rút, và những công nhân của chúng ta đang hoàn thành để có thể là xây dựng nên một căn nhà phố một trệt hai lầu thật là kiên cố và bàn giao sản phẩm đúng tiến độ. Và một điều cực kỳ khiến cho Thanh Nhã yêu thích những sản phẩm đến từ Thăng Long Luxury đó chính là đại lộ lên đến 25m. Quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Wow, ở đây chúng ta có một đại lộ rất là rộng lớn lên đến là 25m cùng với 4 làn xe, dễ dàng di chuyển thông thoáng. Và chắc chắn là đại lộ 25m là một điều điểm mạnh đến từ Thăng Long Luxury mà hiếm có dự án nào có được. Và hiện tại thì Thanh Nhã đang có mặt tại Block Luxury. Và thưa quý vị, một điều rất là đặc biệt của Block Luxury và Block Premium đó là đều cận kề những tiện ích như là trung tâm thương mại Thăng Long, chợ đêm Thăng Long, trường học Thăng Long hay là bệnh viện Thăng Long. Và trong ngày 14 tháng 4 năm 2022 vừa qua thì đã chính thức động thổ khởi công đối với trường học Thăng Long và bệnh viện Thăng Long. Chắc chắn rằng là trong thời gian sắp tới thì những cư dân tại đây chúng ta sẽ sớm tận hưởng những cái tiện ích này. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ thì hãy cùng Thanh Nhã chúng ta tìm hiểu về Block Luxury nha. Chắc chắn là có một khu mà quý vị cảm thấy vô cùng quen thuộc ngay tại Thăng Long Luxury. Đó chính là khu Luxury đúng không ạ? Quý vị có thể nhìn thấy ngay tại đây chúng ta có một sale gallery. Khi mà chúng ta đến tham quan với dự án thì thông thường mình sẽ vào trong sale gallery để có thể tận hưởng được những cái dịch vụ tiện ích và có không gian để trải nghiệm lắng nghe những lời tư vấn đến từ các bạn chuyên viên kinh doanh. Và cũng ngay tại đây là nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy được là tiện ích đang trở nên là gần gũi với mình hơn bao giờ hết. Hạ tầng được thi công với tiến độ thi công là lên đến là 90%. Wow, quý vị có thể nhìn thấy ngay tại đây tiến độ thi công của khu Thăng Long Luxury đã lên đến là 90%. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy là chúng ta có điện âm, là nước máy hoàn chỉnh. Và hơn thế nữa thì vỉa hè rất là rộng, cũng với lộ giới 25m, 4 làn xe dễ dàng di chuyển. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ chính thức bàn giao nhà cho quý vị. Ở phía ngoài thì chúng tôi sẽ hoàn thiện như thế này. Và đặc biệt hơn thế nữa thì phía trong phần thô quý vị có thể là dễ dàng chúng ta trang trí theo ý thích của mình nha. Và bây giờ thì hãy cùng Thanh Nhã tìm hiểu xem một căn shop house Thăng Long Luxury tại đại đô thị Thăng Long Central City sẽ có gì nha. Tiến vào bên trong nào. Chắc chắn là bây giờ quý vị chúng ta đang cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tại vì sao Thanh Nhã lại thay đổi trang phục vào trong một bộ trang phục rất là sporty như thế này đúng không ạ? Bởi vì bây giờ Thanh Nhã sẽ dẫn quý vị đến với một phân khu mà Nhã cực kỳ yêu thích. Đó chính là Block Sports Center. Và với Block Sports Center thì chắc chắn sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể là có được những hoạt động thể thao cực kỳ năng động ạ. Và quý vị thân mến, cùng với phương châm đó là All in One thì đối với Thăng Long Luxury thì mong muốn rằng là sẽ giúp cho tất cả các cư dân tại đây, chúng ta không chỉ là có những nhu cầu về giải trí, những nhu cầu về ăn uống, mà chúng tôi còn mong muốn sẽ giúp cho các cư dân có thể rèn luyện sức khỏe cùng với những hoạt động thể thao ngay tại trung tâm thể thao. Và đây chính là Block Sports Center. Bên tay trái Thanh Nhã đó là những sản phẩm đang được hoàn thiện một cách cực kỳ nhanh chóng. Và đối diện tại đó là trung tâm thể thao Thăng Long ạ. Đây chính là trung tâm thể thao Thăng Long. Như vậy thì tại trung tâm thể thao Thăng Long có những điều bất ngờ và đặc biệt như thế nào? Hãy cùng Thanh Nhã khám phá nha. Vâng, và đây chính là một tiện ích tại bên trong của trung tâm thể thao Thăng Long ạ. Hãy cùng Thanh Nhã khám phá nha. Đây chính là, wow, một sân tennis đúng không ạ? Sân tennis rất là rộng. Quý
vị có thể nhìn thấy là rất là nhiều cư dân, rất là nhiều người dân họ đổ về đây để có thể là tiến hành tham gia những hoạt động thể thao, chơi tennis cùng với nhau. Và không biết là quý vị chúng ta đã sẵn sàng tham gia hoạt động tennis chưa nè. Và bên cạnh sân tennis thì chúng ta còn có sân bóng đá rất là hoành tráng ạ. Và hiện tại ngay bây giờ thì quý vị có thể nhìn thấy ở trong mà người dân tại huyện Bầu Bàng đang đổ về đây để có thể là hoạt động thể thao ngay tại sân bóng của Trung tâm Thể thao Thăng Long. Và trong thời gian vừa qua thì ngay tại sân bóng đá này đã có rất nhiều những giải đấu được chính thức diễn ra. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiến vào bên trong nha. Và đó là toàn bộ tất cả những tiện ích và phân khu của Shop House đại lộ 25m Thăng Long Luxury trực thuộc đại đô thị Thăng Long Central City mà Thanh Nhã muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Ngoài ra với phương thức thanh toán cực kỳ linh hoạt, chỉ với 40% cho đến khi nhận sổ hồng. Và đặc biệt quý vị nào chúng ta muốn được dọn vào ở ngay, khai thác sử dụng nhà ngay, chỉ cần thanh toán có 70% mà thôi. Và hy vọng rằng sẽ cùng chào đón toàn thể tất cả quý nhà đầu tư đến với Shop House Thăng Long Luxury trong khoảng thời gian gần nhất để tận hưởng cuộc sống chuẩn chuyên gia.